Xin chào các bạn. Nay mình cũng đang nhận sỉ ở ngoài cái phao của công ty này các bạn. Tại vì bên cần cẩu cũng đang hoạt động để chuẩn bị bốc sỉ bên Hà Lan mình ha. Thì mình thấy có một chiếc tàu buôn này các bạn. Đang chạy với tốc độ cũng rất là lẹ ha. Bên cái đường, bên cái luồng của ảnh bên đây ảnh chạy ảnh. Mình thấy là ảnh chạy lệch vô cái đường trong này các bạn. Mình quay lại mình chia sẻ cho các bạn xem ha. Chạy với vận tốc cũng rất là lẹ nha. Cho mình thấy là cái bô ở sau xịt khói rồi kìa. Thì bên đây thì sát mấy bên vào bánh mấy bên Vĩnh Long nha các bạn. Đây vô mé này sát bên vào luôn. Sau anh chạy cái luồng ngoài anh chạy đến chạy lạng cái đường trong ha. Bên đây thì cái luồng của anh bên đây rất là trống nha các bạn. Trống mênh mông bên đây nè. Bên này có lẽ anh chạy bị lệch luồng hay sao đó. Tốc độ rất là lẹ nha. Xóa nước trước luôn các bạn. Tàu này chắc có lẽ vô trong cái bên cảng trong này để chở gạo hay chở những cái phân này đó các bạn. Thấy có đẩy hầm chưa nè. Tàu thì có hai cần cẩu luôn ha. Này nó đúng ra là anh chạy lệch lùng luôn đó các bạn. Anh đang chạy với cái vận tốc nước đang đi nước ngược của vận tốc thế này rồi cũng gọi là lẹ nha các bạn. Đây các bạn xem cái quả lê phía trước này chẻ nước. Này thì cũng nhỏ này ha, khoảng chừng 2,000 mấy 3,000 tấn gì nha. Gần ngang ngang mình thì thấy cũng rất là to nha. Kia thì cũng có những cái cần cẩu đang khai thác cát nha các bạn. Để mình zoom lại coi thấy không? Để các bạn xem ha. Rồi. Zoom tới rồi các bạn.
dây sắt đang 2/2 chiếc các bạn, đang nhận cát thôi. Và lấy cái này đây rồi còn nhận nữa các bạn. Đang cặp trên bên chiếc xà lan này. Như cái độ sâu nó sâu hơn cái cần vừa rồi đó các bạn. Nó ngâm nãy giờ anh kéo xịt khối đen mà chưa thấy cái gạo ha. Đây, dung trùng luôn các bạn ơi, cát bên đây làm như nhiều hơn cái cần vừa rồi ha. Hình như là có đất. Rồi đất không các bạn ơi. Đất cát lộn xộn ha. Cần này cặp lẻ hơn này các bạn. Cái này em chạm rất lẹ luôn, tốc độ rất là đạp tốc thanh luôn. Và chiếc ghe này lấy khủng khiếp, cái này ra mà còn lấy nữa ta. Bên này thì cũng có một chị nha. Chị đang đứng canh ghe để nhận cát ha. Rồi mới định bỏ gạo tẩm xong rồi đó các bạn.
khô trên xà lan nữa là xong nha, xong cái chiếc ghe đó vào bến nha. Nó khô bỏ trên cho nó có cái ngọn đó các bạn. Bị mở dây để người lên trên để nhận cát nha các bạn. Về lại qua mấy anh kia quá. Qua mấy bên cái chiếc này chuẩn bị ra này các bạn. Thì cái chiếc bên đây để vô trong cái ném đó để nhận cát ha. Đây mình đón vậy nha, phải không biết. Cái hai chiếc mở dây hết rồi nè. Đa phần là đi hai chồng nha các bạn. Thì lo dây nhỏ ở phía trước ha. Đúng rồi các bạn, chiếc nổi này chuẩn bị mở dây để qua bên cái chỗ mà cái chiếc phẩm này ra nè.